Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Andy. Thì đây là một cái video mà Andy post lên trên YouTube sau một cái thời gian rất là dài không có post trên YouTube này vì nhiều lý do khác nhau, từ công việc rồi bận rộn trong cuộc sống, bla bla bla, rất là nhiều thứ. Hy vọng là sẽ có những cái tập video nào đó thì sẽ kể cho mọi người nhiều hơn về những cái sự bận rộn này trong thời gian qua. Nhưng mà với cái lần quay trở lại này, trong cái video này thì Andy cũng sẽ muốn mang đến cho mọi người một cái series podcast mà nó chất lượng, để cho mọi người có thể dành thời gian xem nó và cũng học hỏi được nhiều thứ khi mà mình dành thời gian xem những cái video này, đúng không mọi người? Trong cái series podcast lần này thì Andy sẽ lần lượt mời rất là nhiều bạn khách mời khác nhau. Thì những bạn khách mời này là những bạn mà Andy cảm thấy là các bạn cực kỳ là xuất chúng và tài ba và xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể gọi là Andy cũng ngưỡng mộ các bạn trong cái những lĩnh vực đó. Thì trong cái số đầu tiên trong podcast này thì khách mời chúng ta sẽ là bạn Hoàng Huy. Yay! Thì bây giờ mời Huy giới thiệu một chút về bản thân của mình cho các bạn. Hello mọi người, hello anh Annie. Rất là cảm ơn anh Annie đã mời mình tới tham dự cái buổi podcast ngày hôm nay. Thì mình là Huy, thì mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Calgary. Và mình đến Canada cũng được hơn 7 năm rồi. Thì trước đây khi mà mình đến Canada thì mình xuất thân là một du học sinh. Và mình học ở London, Ontario, ở trường Fanshawe College. Thì mình tốt nghiệp ngành Supply Chain Logistics lúc đấy. Và sau đó đi làm cũng nhiều nơi. Và cũng định cư theo chương trình Expat Entry ở tại Canada, ổn định cuộc sống. Đến sau này thì mình đã quay về Calgary để sinh sống ở thời gian hiện tại. Hiện tại thì công việc của Huy là gì? Hiện tại công việc của em là đang làm procurement buyer, kiểu như là nhập hàng, mua hàng cho công ty ở Canada. Và cũng là founder. Và cũng là founder của một cái công ty để hỗ trợ giúp du học sinh ở bên Canada kiếm được việc làm, tên là Yes Work. Anh hỏi chút thì không biết là Huy khi mà mới vừa tốt nghiệp tại Canada xong á, thì Huy có làm ngay lập tức cái công việc mà mình đang làm bây giờ, hay là Huy có trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi đến với công việc này không? Dạ thì trước đây á, thì khi mà tốt nghiệp ra em có làm bao nhiêu công việc khác nhau. Khi mà tốt nghiệp ra thì em làm Operations and Purchasing Manager cho sân bay quốc tế Toronto Pearson Airport. Và sau đấy được một thời gian thì dịch xảy ra và sau đấy em chuyển qua làm ở Calgary là Inventory Supervisor cho một công ty khởi nghiệp về thực phẩm. Rồi sau đó em lại qua Edmonton để em làm Store Manager cho cửa hàng bán lẻ là Dollarama. Rồi sau đó em lại chuyển qua Vancouver để em làm Logistics Manager cho một công ty sản xuất về ánh sáng cho nông nghiệp của Trung Quốc. Đó, rồi mãi đến sau này thì em mới chuyển qua làm Procurement Buyer cho công ty hiện tại, làm remote tại nhà đến từ năm 2021 tới giờ luôn. Ok, thì từ nãy giờ Huy nhắc đến rất là nhiều những cái job title khác nhau, như là procurement là mình làm purchasing, là mình làm về operational manager nè. Thì rất là nhiều bạn á ở Việt Nam và thậm chí những bạn đã du học ở Canada này rồi, thì các bạn tốt nghiệp ra các bạn cũng muốn làm những cái chức vụ, những công việc giống như Huy, nhưng mà anh nghĩ cũng rất là ít bạn hiểu được rõ ràng là thực chất là những công việc đó, mỗi ngày đến công ty các bạn phải làm những công việc đó là làm việc gì. Thì Huy có thể chia sẻ một chút là chẳng hạn là Huy làm Operation Manager thì công việc hàng ngày của Huy là gì, và Procurement nó có ý nghĩa là gì, và Huy làm công việc gì trong cái job đó. Như là mình sẽ giống như giờ em sẽ phân tách ra là operations và purchasing ra riêng. Thì operations giờ tiếng Việt có nghĩa là điều hành, vận hành và về quy trình công ty các kiểu. Thì như là nó tùy vào lĩnh vực kinh doanh của công ty đấy. Ví dụ như là nói về bán lẻ, em từng làm giống bán lẻ đi, thì mỗi ngày em đến sẽ cần phải biết là cái mỗi cái kệ hàng nó, mỗi cái kệ để sẽ xếp hàng gì và làm sao để thu hút khách hàng, thì phải kêu nhân viên xếp theo cái kiểu đấy. Và cũng như những cái hoạt động trong cái cửa hàng đều là thuộc về cái quy trình hết, là nhân viên phải làm gì mấy giờ và từ khâu này đến khâu kia, rồi nhận hàng khi nào, và lương hay là sắp xếp giờ làm việc. Nói chung là về quy trình vận hành, một cái ngày làm, một cái ngày cửa hàng nó hoạt động ra sao. Hoặc là nói về vận hành trong sân bay á, thì phải là giờ nào nhân viên nhận hàng, giờ nào phải từ trong kho đi lên, rồi kho bãi nó phải sắp xếp như thế nào, bởi vì không phải sắp xếp lung tung được. Rồi khu vực nào mà hay lấy thì nên nằm ở ngoài hay nên nằm bên trong, và khu vực nào là đồ đông lạnh, nhiệt độ ra sao, và từ từ dưới đi lên cái sàn, cái chỗ mà người khách hàng bay ấy, để giao hàng cho khách, để fill đồ lên kệ, để chất đồ lên kệ là sẽ mất bao nhiêu thời gian đó, và phải tính được cái thời gian đấy luôn để nhân viên làm đúng luôn. Có nghĩa là Là công từng việc quy của em trình nó sẽ phải được là tối ưu hóa, công việc của em sẽ là tối ưu hóa và tính cái thời gian đó làm sao cho nó
vận chuyển một cách mà nó smooth nhất. Dạ, và làm sao cho cái bộ phận nó làm nó kết nối với nhau để và phải có một cái quy trình để mình thiết lập ra cái quy trình đấy. Thì đó là về vận hành. Ừ. Thì còn về mua hàng thì nó sẽ dính dáng đến việc là làm sao để tìm nhà cung cấp, làm sao để đàm phán về mức, về giá cả hay là những cái điều khoản như hợp đồng. Và cũng như là làm sao để cái việc mà hàng tới công ty nó sẽ có cái giá cộng thêm lời rồi cộng thêm các chi phí để nhà đến với tay khách hàng cuối cùng. Làm sao tính được cái phân tích dữ liệu, cái lượng nào và với cái ngân sách như thế nào mà mình xài cho đúng. Đặc biệt là trong thời dịch đó, có một ngân sách rất là eo hẹp thì mình làm sao để nó hiệu quả để mình tăng được doanh thu hay là giữ được doanh thu cho công ty. Thì đó là người mua hàng phải chịu trách nhiệm. Ok. Thì anh nghe là rất là hấp dẫn á, anh cũng nghĩ là rất là nhiều bạn cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhưng mà anh hỏi Huyền cái này chút, có phải là khi mà tốt nghiệp ra, em học cái ngành ở Fansol, tốt nghiệp ra một cái, em nghĩ là những kiến thức mà dạy trong trường đó có thể giúp em đi đến những vị trí mà em làm này mà không cần phải rèn luyện thêm những skill nào hay là không cần phải trải qua một cái training nào khác không? Em nghĩ là nếu mà kiến thức trong trường thôi thì nó sẽ không hoàn toàn đủ được, bởi vì những cái đó là những cái về khá là học thuật một chút xíu. Và khi ra ngoài đời làm á, thì người ta sẽ cần những kinh nghiệm thực tế. Người ta có thể hỏi thẳng luôn là bạn biết nhà cung cấp nào thì kể tên cho tôi. Ok, nếu bạn biết, dù kể tên được, bạn biết cái người bán hàng trong đó tên gì hay kể nghe, thì mình không thể nói dối được. Thì mình không biết thì mình sẽ dễ rất là dễ rớt. Và cái việc phân tích dữ liệu thì cũng không thể nói dối được, thì mình phải chứng minh bằng cái kết quả trong quá khứ. Cho nên là những cái ở ngoài đời thì người ta sẽ cần những cái thực tế hơn trong trường. Ok, vì khi mới vừa tốt nghiệp ra thì làm sao em có được những cái thực tế đó để em xin được cái việc mà em làm? Cái đó là những cái kết quả đó thì mình có thể kiếm từ việc mình đi thực tập hay là mình đã làm trong quá khứ. Bởi vì hồi xưa ở Việt Nam là em có kinh doanh rồi thì cái việc kinh doanh đó là em phải làm hết, bởi vì mình mới ra mà mình đâu thể nào có tiền thì thuê nhân viên, thì mình phải tự làm hết. Từ khâu tìm nhà cung cấp, từ việc đàm phán giá cả, từ việc nhập hàng về, tự mình đóng gói, tự mình làm việc với bưu điện, tự mình đi giao hàng luôn, tự mình thu tiền, tự mình làm kế toán luôn. Thì mình đem những cái kết quả đấy và cộng với những cái kinh nghiệm thực tập ở bên bên này đó thì mình sẽ hiểu được cái hàng hóa lưu thông bên này như thế nào. Ok, cảm ơn Huy. Thì lúc nãy em có nói là mình phải đi thực tập. Vậy thì cái việc mà thực tập và thử việc, cái việc đó có phải là một cái việc mà nó gọi là, nó có phải là cái việc mà nó thường xuyên xảy ra khi mà xin việc ở Canada không? Có cái công việc nào mà không cần thử việc không? Hiện tại thì theo như em hỗ trợ và cũng như em đi làm một hơn 7 năm qua ở Canada thì cái đó là một cái phần khá là bắt buộc ở bên Canada này. Thậm chí là thử việc có thể lên tới 6 đến 8 tháng là cũng có luôn, nhưng mà đa số sẽ là 3 tháng thử việc. Thì cái việc thử việc đó, các bạn thử việc các bạn có nhận được cái full lương giống như lúc đầu mình negotiate với employer không, hay là các bạn phải bị chỉ nhận được là 85% hay 90% cái lương thôi? Theo như ở Canada này đó thì đa phần đó là em sẽ thấy là cái lương thử việc đó là đã có cái hợp đồng thử việc đó, cái là cái hợp đồng sẽ có thể đi trọn đời với bạn đấy luôn. Có nghĩa là bên này có một cái quy tắc là giống như là nó sẽ khác, hơi khác với Việt Nam hồi xưa em đi làm đó, đó là cái hợp đồng thử việc đó là sẽ là hợp đồng chính thức luôn. Nếu mà thử việc 3 tháng đi, sau 3 tháng thì nó sẽ tự động biến thành hợp đồng chính thức mà không cần phải nói năng gì nhiều. Và cái lương đấy là một là sẽ giữ nguyên như vậy, hoặc là nhiều người doanh nghiệp mà người sếp tốt đó, thì người ta sẽ lại review lại, người ta sẽ tăng ngồi lương, xuống nói chuyện với lại một xíu và có thể tăng lương. Đó, nhưng mà nhiều bạn sẽ hơi bị bất ngờ khi mà làm Việt Nam rồi mà qua đây ấy, thì người ta sẽ hơi bất ngờ khi mà thấy là tại sao có chữ thử việc bên này. Và người ta sẽ cần phải hiểu là cái hợp đồng đó, thậm chí cái hợp đồng đó sau khi thử việc nó thành nhân viên chính thức rồi ấy, thì có thể làm cái lấy hợp đồng đó để đi định cư luôn. Thì không biết là anh, như anh có tuyển dụng ở bên Việt Nam ấy, thì anh thấy là bên Việt Nam nó khác như thế nào? Thì anh thấy là Việt Nam thường là các bạn đi thử việc thì các bạn cũng có thử việc đó. Thì chẳng hạn như công ty của anh ở Việt Nam đi cũng có thử việc, thì các bạn khi mà thử việc các bạn cũng sẽ nhận được một cái phần lương như là 85% hoặc 90% cái lương mà mình đã negotiate lúc ban đầu. Thì sau khi thử việc thì các bạn sẽ nhận được cái full lương mà lúc đầu mình đã đồng ý với nhau khi mà các bạn làm chính thức đó. Nhưng mà mình vẫn phải đề cập cái việc mà lương lậu, thử việc và lương chính thức trong cái quá trình mà mình chốt phỏng vấn với người ta và chốt công việc ký hợp đồng, đúng không? Thì nó là như vậy. Vậy là Việt Nam là chỉ có nhận 85% là đa số. Tùy, chắc cũng tùy công ty, nhưng mà có những công ty, anh không biết là những công ty khác thế nào, tại anh cũng thật ra là
không có quản lý về cái việc mà quản trị nhân sự nhiều. Tại công ty mình thì cũng có cái bạn Human Resource Manager, thì bạn ấy lo về cái việc mà lương mà cũng như là tuyển dụng các nhân viên trong công ty đó. Thì nhưng mà theo anh biết là như vậy, là các bạn cũng sẽ có thử việc và cũng sẽ nhận được cái mức lương mà ít hơn cái lương chính thức một chút, và cái đó phải được nói rõ ràng trong cái lúc mà phỏng vấn với lại cái người employee đó. Mấy bạn cũng, em cũng hy vọng là mọi người thấy bình thường cái việc đấy, ở là một cái chuyện bình thường ở Canada thôi, chứ không phải là sẽ phải cần phải ký lại một cái hợp đồng chính thức. Thì em rất là hiếm khi mà có chuyện đó xảy ra ở Canada. Cho nên là cái hợp đồng đó có thể đi trọn đời với bạn đấy đến với định cư luôn. Và việc thử việc là nhiều công ty có thể lên 6 đến 8 tháng luôn. Ví dụ như mấy ngân hàng lớn như là ngân hàng RBC, ngân hàng Hoàng gia của Canada, hay là ngân hàng BMO, thì hoàn toàn thử việc 6 tháng hay 8 tháng rất là bình thường, đặc biệt là những vị trí nó đòi hỏi kinh nghiệm một xíu. Vậy thì cái lúc mà thử việc với là lúc làm chính thức có gì khác biệt không? Có nghĩa là trong, theo anh đoán nha, là trong lúc thử việc mà mình thử việc mình đang làm mà mình làm không tốt, sếp có thể đuổi mình bất cứ lúc nào sếp muốn hả? Hay là các bạn đó có thể nghỉ bất cứ lúc nào các bạn muốn, thì có phải như vậy không? Thì nếu mà nếu mà nói mà kiểu rất là sát luôn á, mà kiểu rất là nghiêm khắc luôn á, thì đúng là vậy. Có nghĩa là trong thời gian 3 tháng, ví dụ như bởi vì đa số là 3 tháng thử việc bên này á, thì bản thân nhân viên có quyền nha, có quyền tối nay nói tôi muốn nghỉ việc thì sáng mai tôi không cần đi làm nữa. Và người ta cũng thực sự không thực sự có thể làm được gì cả, mặc dù rất là nhiều người vẫn cố gắng lòng vào cái câu là khi mà trong quá trình thử việc mà anh muốn nghỉ á, thì anh sẽ phải đưa cho tôi cái notice, là cái báo trước là 2 tuần hay 1 tuần gì đấy. Nhưng mà bản chất á, là sẽ không ai mà tốn thời gian đi kiện tụng, mất thời gian vì một người mà tự nhiên nói tối hôm nay và ngày mai người ta nghỉ luôn. Nên sẽ không rảnh mà đến nỗi mà tiêu tiền mà đi kiện người đó làm gì cả. Và ngược lại, cái người cũng rất là nhiều người mà em thấy là chủ tiệm hay là cái chủ doanh nghiệp đó là kêu là đợi người đó đi về tan ca xong mà nhắn tin là ngày mai khỏi đi làm nữa, là người ta cảm thấy không phù hợp với văn hóa vân vân gì đó, một lý do gì đó là người ta cắt luôn. Và người ta chỉ trả lương xong rồi vậy thôi. Thì bản thân là đó là cái dù mặc dù nó sẽ không công khai ra, không nói ra, nhưng mà bản chất thực tế đi làm Canada trong quá trình thử việc nó sẽ là như vậy. Cho nên là mình cũng phải cẩn thận và cố gắng làm tốt xíu trong quá trình thử việc. Ok, thì Huy cũng thấy đó, thì là ở Việt Nam với lại Canada thử việc nó cũng khác, thì anh nghĩ là văn hóa làm việc nó cũng sẽ khác biệt rất là nhiều so với những người đi làm ở Việt Nam và những người đi làm ở Canada. Thì không biết là sau một thời gian làm việc Canada này, Huy phát hiện ra là Canada này có những cái văn hóa làm việc gì mà đặc biệt các bạn cần phải biết không? Dạ, thì giống như là hồi xưa thì bây giờ em cũng đã sống ở Canada hơn 7 năm rồi, cho nên là nhiều thứ có thể là rất là thay đổi rồi, cho nên là em chỉ có thể bình luận về việc mà hồi xưa em đi làm như thế nào thôi. Thì như hồi xưa hơn 7 năm trước thì đi làm ở Việt Nam thì người ta vẫn có ví dụ như là văn hóa ngủ trưa trong công sở chẳng hạn, là sẽ có 1-2 tiếng giờ trưa gì đó người ta có thể nghỉ ngơi, hoặc là cái việc mà vô thì có thể chưa làm liền, buổi sáng vô có thể là uống cà phê hay là nói chuyện tán dóc chút xíu rồi rồi nó sẽ trễ nải ra chút xíu rồi mới làm việc, rồi bên này không được đó, chưa thì lại ngủ, rồi dẫn tới là người ta phải tăng ca rất là nhiều. Bên này không cho tán dóc hả? Bên đây thì nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ kiểu như là nó từng giây từng phút nó sẽ phải bị nó, bên đây nó rất quan trọng là việc mà cái hiệu suất làm việc. Là tôi bỏ tiền 1 đồng cho anh thì tôi cần anh phải làm việc. Thì bên đây nó khá là đặc rồi, và cũng em cũng không thấy ai ngủ thật sự ngủ chưa bên đây cả, cho nên là mà vô thì đúng bon giờ là sẽ làm. Thì họ không biết, có em nghĩ là bây giờ đã có rất là nhiều công ty nó thay đổi cái vấn đề đấy và nó đã theo quy chuẩn của nước ngoài khá nhiều rồi. Là không biết ở Việt Nam đúng không? Thì anh thấy cũng vậy, đúng rồi, ý là ở Việt Nam ngay cả bây giờ anh quản lý một cái văn phòng ở bên Canada và văn phòng Việt Nam thì anh thấy là hai văn hóa nó cũng khác nhau một chút thôi. Đúng là các bạn ở văn phòng Việt Nam có ngủ trưa, thì bên anh cũng có đồng ý là cái giờ mà các bạn nghỉ trưa đó các bạn có quyền ngủ trưa, thì mình đâu cấm người ta được, mình cho người ta một tiếng đồng hồ nghỉ trưa thì người ta làm, người ta đi ăn hay người ta đi uống nước hay người ta ngủ trưa là cái lựa chọn của người ta, thì ok, thì đúng là lúc đó thì văn phòng sẽ đóng cửa lại để cho các bạn có sự riêng tư trong đó. Thì còn bên đây thì các bạn làm việc tại văn phòng Toronto hoặc là ở những văn phòng khác thì anh thấy là các bạn sẽ không có cái việc ngủ trưa này. Ngoài ra thì anh muốn hỏi một chút về cái nói về văn hóa, thì mình cũng muốn một cái văn hóa là khác bên Việt Nam một chút, là cái văn hóa làm overtime. Thì không biết là khi mà ở Canada này mình nó cần làm overtime nhiều không, và khi mà làm overtime vậy thì
cái người employee hay là cái người employer này có cần có phải có trả thêm hay là phải làm gì không? Dạ thì em nghĩ là từ hai góc độ mà em có thể chia sẻ. Một góc độ đầu tiên đó là manager, là kinh nghiệm của em là manager thì làm overtime rất là nhiều, bởi vì mình bản thân mình là manager thì mình không được quyền tắt điện thoại, tắt điện thoại của công ty. Thì là công ty là công ty nói là em không được tắt điện thoại luôn. Là bởi vì có rất nhiều thứ nó sẽ cần mình ở ngoài giờ làm việc và khẩn cấp chẳng hạn, thì đó là chính đó là lý do mà công ty đưa cho mình cái điện thoại riêng là vì vậy. Đó thì làm overtime rất là nhiều, bởi vì nhiều khi 4 giờ sáng hay là nửa đêm này kia thì 4 giờ sáng luôn. Dạ, nhân viên phải làm, bởi vì nhân viên làm ở trong sân bay thì phải đến 2 giờ, 2 giờ xong cái ca tiếp theo sẽ là 4 giờ hay là 4 rưỡi. Đó thì nhiều khi mình đang ngủ mình phải dựng đầu dậy và mình giải quyết vấn đề, nhiều thứ mình không kiểm soát được ấy. Đó, hay là nhiều khi ngày nghỉ của mình mà mình không ở đấy thì nhân viên nó làm gì, nó bị gì thì cũng sẽ cần mình giải quyết. Thì khi mà làm overtime vậy á, là những cái giờ mà Huy làm thêm là công ty sẽ trả một cái mức lương khác với mức lương bình thường của mình đúng không? Thường thường nếu mà là manager thì sẽ khó mà được trả hơn, bởi vì người ta sẽ trả khoán một lần, một cục cho một năm đó. Thì mà người ta sẽ mong đợi là người manager sẽ làm mọi cách để có thể vận hành công ty nó mượt mà. Còn về góc độ nhân viên á, thì thường á, là sẽ phải được trả nhân 1.5 cái tiền mà làm ngoài giờ. Nhưng mà tùy công ty, bởi vì có nhiều công ty sẽ ra quy định là anh không phải là anh muốn được ghi lại cái giờ làm overtime đó thì anh phải nói với sếp trực tiếp của anh, và quy định của công ty sẽ là quy đổi cái giờ làm nó ra thành cái số giờ mà anh có thể được ngày nghỉ của anh đó. Ví dụ như làm 8 tiếng là đủ một ngày, làm 8 tiếng overtime thì anh sẽ được 1 ngày nghỉ, chứ không phải là tôi có trách nhiệm là tôi sẽ nhân 1.5 lương mà tôi trả ra cho anh, thì đó là tùy quy định của mỗi công ty. Thì quy định đó chắc là cũng phải được ghi rõ ràng từ cái hợp đồng ban đầu mà ký với lại nhân viên đúng không? Dạ, thường nó sẽ ghi vào đấy, và cũng tùy cái lĩnh vực kinh doanh của công ty mà sẽ cần những vị trí nhất định sẽ làm những overtime, như những vị trí về sản xuất thế này. Thì anh thấy về văn hóa ở Canada nó cũng hơi xuất kỳ một chút, là tại vì em cũng biết là văn hóa là một Canada là một cái đất nước mà nó đa dạng văn hóa, rất là nhiều người khác nhau mà họ nhập cư sinh sống đây. Vậy thì khi mà đi làm á, mình cần phải có những cách cư xử thế nào mà nó phù hợp để đúng chừng mực cho mỗi công ty, môi trường làm việc tại Canada mà nó ra văn hóa như vậy. Chẳng hạn như là có những người đến từ những nước khác nhau, hay là màu da khác nhau, hay là những người mà cũng có những người mà về khả năng của bản thân, khả năng disability cũng có làm trong công ty của mình đúng không? Thì khi mà mình gặp những trường hợp vậy thì mình cần phải lưu ý cái gì trong cái môi trường làm việc đa văn hóa như vậy không? Thì ví dụ như là những môi trường mà em làm thì hầu hết là đều đa văn hóa, đặc biệt là làm ở sân bay Toronto chẳng hạn. Thì chúng ta phải chấp nhận là làm việc với rất là nhiều người, và mỗi quốc gia nó sẽ có những cái tín ngưỡng hay là những cái màu sắc hay là những cái mùi vị thức ăn riêng biệt. Ví dụ như là những cái mà em có thể nghĩ đến ngay bây giờ đó, như là mùi thức ăn đó, hay là những cái tín ngưỡng đó. Ví dụ như là mùi á, thì một số người sẽ không ngửi được cái mùi của người khác, hay là những nước hoa, thì bởi vậy chứ vì vậy là văn hóa văn phòng người ta mới không cho phép, nhiều nơi không cho phép xịt nước hoa là vì vậy đó. Hoặc là về thức ăn á, có nhiều bạn Ấn Độ hay nhiều bạn có đạo đi, thì người ta sẽ không ăn được thịt heo hay là thịt một cái con gì đó, mà bởi vì người ta đơn giản là người ta tôn thờ cái con đấy. Thì không thể nào mà trong môi trường văn hóa như vậy mà mình lại đi mời người ta tối nay đi ăn heo chẳng hạn, hay là mình đem nguyên một cái khay tiệc toàn là đồ ăn mà người ta không ăn được, toàn là những cái con mà người ta tôn thờ vô công ty đấy để mà ăn được đó. Hay là cái còn lại là về tín ngưỡng, ví như là có những cái câu mà cửa miệng, có là bởi vì nhiều người giống như sếp của em chẳng hạn, là người ta lớn lên trong một cái môi trường mà người ta chửi thề rất là nhiều, hay là người ta có những câu buộc miệng người ta nói vô thưởng vô phạt, không có nghĩa là người ta sẽ chửi ai đó, giống như Jesus Christ hay là damn it hay là whatever, nhưng mà thường thường nhất vẫn là Jesus Christ. Thì những người em đã có gặp những cái vấn đề trong công sở là cái người đối diện nghe được á, người ta sẽ hỏi ngược lại là bây giờ tao hỏi mày là nếu mà có một người chửi da mày liên tục như vậy thì mày có chịu được hay không? Thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chúng ta không biết người đối diện là
tín ngưỡng đúng như thế rồi, nào. Đúng rồi. Nói về văn hóa thì cũng anh muốn hỏi Huy một chút xíu là cái việc mà bị kỳ thị và phân biệt đối xử trong cái môi trường làm việc á, thì Huy có gặp cái trường hợp đó bao giờ, hay là có bản thân Huy có gặp, hay là Huy có tiếp xúc với một cái trường hợp đó đã bị phân biệt đối xử hay kỳ thị trong lúc mà làm việc trong môi trường ở Canada chưa? Thì em sẽ lại phân tích từ từ hai góc độ là nhân viên và manager, bởi vì cái kinh nghiệm manager của em là chiếm đa số, cho nên là em sẽ là người đi xử lý những cái vấn đề về phân biệt và kỳ thị đấy. Ví dụ nhân viên nó, người ta sẽ hay than phiền với em là tại sao cái người kia lại làm ca sáng hoài vậy, trong khi mày cứ mày cứ bắt tao làm ca tối hoài, có phải là mày đang phân biệt hay không? Hay là nhiều khi mình kiểm tra chất lượng và mình thấy là người ta làm sai, thì người ta lại than phiền là ồ, có phải là mày cứ nhắm vào tao hoài để mày bắt lỗi, để mày cố gắng đuổi tao không? Thì thực sự là với cương vị người quản lý thì chúng ta phải rất là cẩn thận mồm miệng khi mà gặp những nhân viên đang nổi nóng hay là đang lớn tiếng với chúng ta như vậy, bởi vì nhân viên có thể nổi nóng bởi vì quyền lợi của nhân viên bên này rất là cao, bên Canada được chính phủ bảo vệ rất là cao, thì nhân viên có thể lớn tiếng, có thể chửi, thì nhưng mà chưa chắc người ta có thể bị đuổi, đặc biệt là những nhân viên trong công đoàn. Còn mình là người quản lý thì mình mở miệng ra một cái mà lỡ mà mình chửi thề hay mình lớn tiếng, lớn cái tông giọng thôi thì đều có thể bất lợi, hay là mình nhắn một cái tin mà có một cái chữ mà nó có thể gây xúc phạm người ta thì mình hoàn toàn có thể bị đuổi ngay lập tức ngày hôm sau. Thì cái rủi ro của mình rất là lớn. Thì những cái phương pháp trong cái đó là chủ yếu là mình sẽ tập trung vào cái sự thật và cái quy trình của công ty, ví dụ như là cái việc mà bạn kia làm ca sáng hoài mà tôi làm ca tối hoài, thì mình sẽ tập trung vào sự thật là theo quy định của công ty thì mỗi một nhân viên sẽ thay ca luân phiên, mỗi 2 tuần sẽ làm sáng, mỗi 2 tuần sẽ làm tối. Và dựa vào những cái lịch sử mà tôi xếp ca cho anh á, thì tôi thấy đúng là tôi đã làm đúng rồi, bởi vì anh có làm hai tuần ca tối, 2 tuần ca sáng, chứ không có sự thiên vị nào ở đây cả. Nhưng mà mình phải rất là bình thường và rất là dửng dưng như vậy, chứ không phải là lớn tiếng rồi bắt đầu nhấn nhá hay là như thế nào. Thì bất kỳ cái gì mà mình manh động á, là mình đều bị mang ra trước nhân sự để mình bị đuổi cả. Hay là cái việc mà kiểm tra chất lượng thì mình có thể dựa vào cái việc là luôn dựa vào sự thật là cái việc kiểm tra chất lượng là việc trách nhiệm của tôi và để bảo đảm cho chất lượng công ty, cho nên là tôi đối xử với mọi người như nhau và tôi kiểm tra như nhau, thì chứ tôi không có ý định là tôi phải đi theo anh hay là tôi bắt bẻ anh từng giây từng phút được. Đó, thì mình cứ tôn trọng người ta thì người ta sẽ kiểu là người ta sẽ, dù người ta nổi nóng với mình nhưng mà được một người tôn trọng lại, được một người nói bình thường lại, người ta cũng sẽ xuôi theo. Còn nếu mà về nhân viên á, thì thực sự là hoàn toàn có thể đặt một cuộc hẹn một một với lại sếp của mình, sếp trực tiếp của mình, để nói rõ về vấn đề là tôi thấy là tôi, công việc này nó nhiều hơn so với anh tuyển tôi ban đầu, anh giao kèo với tôi ban đầu, hay là tôi làm cái này nó không phù hợp với tôi vì lý do ABC. Nhưng mà với một cái tông giọng rất là chuyên nghiệp và rất là đàng hoàng, chứ không phải là mình chửi sếp hay gì. Và thật sự là với nhân viên thì cũng nên có một cái suy nghĩ là cũng ngang hàng, tôn trọng nhau thôi, chứ không phải là sợ sệt gì ở đây, bởi vì nhân viên ở bên Canada được chính phủ bảo vệ rất là nhiều và cái quyền con người cũng rất là cao. Đó, thì nếu mà người ta không có, người sếp đó không có cái lời giải thích thỏa đáng hay là hỗ trợ thỏa đáng á, thì mình có quyền đi tiếp lên cái người sếp tiếp theo của người sếp đó, và đi tiếp lên cao nữa tới nhân sự luôn để theo luật mà tiến hành thôi. Vậy thì khi mà làm việc ở Canada, mình có cái Huy có cái gì mà Huy nghĩ là các nhân viên không nên làm tại môi trường công sở không? Thì nếu mà những thứ mà nhân viên mà không nên làm cho môi trường công sở, có thể có vài cái gạch đầu dòng, đó là về viết email đi. Thứ nhất là về viết email thì email lúc nào không được ghi quá dài. Bởi vì giống như một cái ví dụ thực tế là từ cái người sếp của em mà đã từng huấn luyện em làm manager đi, thì người ta nói thẳng là mày phải bớt ghi email dài lại, bởi vì không có chuyện mà để tao diễn tả cho mày nghe nhé, ví dụ không có chuyện là mày gửi cho tao một cái email dài hàng lò, xong rồi tao ngồi tao đứng tao đang làm việc, xong rồi tao là director hay là giám đốc đúng không, tao sẽ ngồi tao đọc xong rồi người khác kiếm tao từ từ tao đang đọc cái email của Huy, tao đọc cho xong đó im đi từ từ thì sao không có chuyện đó xảy ra trong công sở. Và mọi thứ trong email nó sẽ cần cô động và thảo vấn đề thôi, và vẫn giữ cái tông giọng chuyên nghiệp. Rồi cũng không nên trong giao tiếp thì cũng không nên
đi sâu vào những cái đời tư của người khác quá nhiều. Ừ. Đó, mình cũng không nên đánh giá của người ta quá nhiều, cũng không nên tọc mạch vào chuyện đấy, và cũng như là cũng không có dùng những cái lời lẽ nó không chuyên nghiệp, tục tiểu, chữ thề, vân vân trong trong hoặc là hỏi lương của người ta, yeah. Hỏi những người nhạy cảm về về tuổi, đặc biệt là con gái này, hay là tuổi về trừ khi mình biết sẵn rồi, trừ khi người ta công khai public cái chuyện đấy ở đâu đó rồi, đúng không? Chứ hoặc là về lương đó, hay là về những thứ khác về cuộc sống của người ta, gia đình của người ta thì cũng đừng có nói nhiều về cái đó. Chứ anh nghĩ sao, chứ anh làm công sở cũng cũng khá lâu rồi thì anh nghĩ là không nên như thế nào nữa. Thì anh thì đó anh nghĩ là chuyện cá nhân là cái mà anh nghĩ là không nên, không nên thảo luận nhiều quá trong nơi công sở, chẳng hạn như là chuyện chuyện của gia đình người ta, hay là chuyện cách người ta dạy con, hay chuyện mà người ta được lương thế nào, những cái đó, những vấn đề đó nó cũng khá nhạy cảm, có thể gây nên những cái mà những cái hiểu lầm trong tương lai mà mình không biết được, đúng không? Khi mà mình bàn luận quá nhiều về vấn đề đó, một người nói cho người này, người kia nói cho người khác, nó thành một câu chuyện khác rồi. Đó là những câu chuyện nhạy cảm cá nhân, vậy thì mình cũng nên không nên nói trong nơi công sở, tại vì mình cũng, những người này không phải là người gia đình mình, không phải là bạn bè mình, người ta là đồng nghiệp của mình, mình nên cũng nên có một cái respect, một cái khoảng cách mà nó nhất định trong cái nơi làm việc, anh nghĩ là như vậy. Thì khi mà làm việc trong cái công ty này á, không biết là Huy có giữ được cái mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như sếp mình từ những cái vị trí cũ không? Và Huy có tips nào để mà có thể làm cho cái việc mà mối quan hệ của mình và đồng nghiệp và sếp cũ mình có thể trở thành một mối quan hệ mà nó giúp đỡ cho mình, hay là mình nó hỗ trợ cho mình cho những công việc tương lai của mình đó? Dạ, thì những cái công việc cũ thì em vẫn giữ mối quan hệ với mọi người mà qua tin nhắn hay là qua LinkedIn chẳng hạn, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau và chúc mừng nhau về đã đi công việc khác tốt hơn, hay là đã tìm được một cái hướng lương tốt hơn chẳng hạn, mà vẫn giữ mối quan hệ chuyên nghiệp như vậy thôi. Thì cái quan trọng á, về giờ nói về giữ mối quan hệ giữa với sếp và đồng nghiệp, thì tách ra là với sếp thì đặt mình vào là một vị trí là một người sếp á, thì mình sẽ luôn muốn cái người nhân viên của mình làm mọi thứ nó tươm tất, nó sẵn sàng và nó hoàn thành đúng thời hạn hoặc là trước thời hạn, nó đã ở đấy sẵn để dọn đường cho mình, và mình chỉ việc cầm nó để đi làm việc thôi. Thì ví dụ như là người nhân viên có thể làm hết mọi thứ trước thời hạn, hay là làm thêm những thứ mà nghĩ sếp sẽ cần để cho chuyến công tác đấy, hay là cái hội thảo đấy, vân vân, và chỉ việc trình lên sếp để sếp duyệt thôi. Thì bản thân đứng về người sếp thì người sếp sẽ rất khoái một người nhân viên như vậy, và sẽ muốn nâng đỡ sau này, hay là muốn giữ mối quan hệ sau này. Thì và nếu về đồng nghiệp á, thì em nghĩ là nên giữ những cái sự chuyên nghiệp nhất định, là về ăn nói chuyện với nhau và hòa đồng với nhau, và cũng như là không có phải lúc nào cũng phải việc anh việc tôi. Có nghĩa là nhiều công việc nó sẽ giao thoa với nhau, và nhiều lúc là mình sẽ cũng nên làm một phần đấy cho người ta luôn. Dĩ nhiên không phải là lúc nào cũng làm hoài, trừ khi mình thấy là người ta cố tình lợi dụng cái việc mình cố gắng đấy. Nhưng mà nếu mà người ta cũng từng làm nhiều thứ cho mình thì mình sẽ làm luôn cái phần giao thoa đấy cho người ta, để mọi thứ nó diễn ra trơn tru hơn. Và cũng tốt nhất là quay lại là vấn đề ban đầu, là không nên nói nhiều quá về chuyện cá nhân của nhau nếu mà không quá thân. Đúng rồi. Với lại trong quá trình mà, tại vì Huy cũng không phải là chỉ có đi làm, bây giờ Huy cũng là founder của một công ty mà hỗ trợ rất là nhiều bạn du học sinh ở Canada này tìm được công việc sau khi tốt nghiệp ở Canada. Thì không biết là trong quá trình mà Huy hỗ trợ những bạn này tìm việc á, Huy gặp trường hợp là các bạn như Huy cũng biết đó, ở Canada này rất là nhiều bạn du học sinh tốt nghiệp ra các bạn muốn định cư lại Canada, thì Huy có gặp trường hợp là các bạn tìm việc chỉ vì cái mục đích định cư đó không, và rất là nhiều chuyên nghiệp định cư là cần sự hỗ trợ của sếp, thì không biết là mình nên đề cập cái vấn đề mình cần hỗ trợ của sếp đó ngay thời điểm ban đầu, hay là mình nên đề cập vào cái thời điểm nào là tốt nhất? Dạ, thì em thấy là trong quá trình em hỗ trợ cũng phải trên dưới là 70 bạn thành công rồi, thì em thấy là rất là nhiều bạn cần cái việc hỗ trợ định cư đấy, bởi vì nhiều tỉnh bang thì sẽ cần hỗ trợ, và thậm chí bản thân em cũng từng cần chủ hỗ trợ ở tại sân bay quốc tế Toronto này, thì em sẽ hiểu, em rất hiểu và đồng cảm với cái nhu cầu đấy. Nhưng mà em nghĩ là quay với lại vấn đề là có nên đề cập sớm hay muộn á, thì nó sẽ cần tùy vào vị thế, xem vị thế của mỗi người như thế nào. Ví như là em là một người mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì cả, thì hiển nhiên lúc đó cái nhu cầu của em là sẽ là em cần kinh nghiệm, em sẽ cần đi làm, thì ai dang rộng vòng tay của em đón em vào thì em sẽ rất là muốn lấy lòng người ta, rất là muốn tham gia vào cái việc đấy. Thì
em sẽ khuyên là chưa vội nói về cái việc mà anh có hỗ trợ định cư cho tôi nếu tôi làm tốt hay không. Bởi vì bản chất chúng ta là hai người xa lạ với nhau, thì tôi chưa biết anh làm được gì trong công ty tôi mà anh đã đòi hỏi, đã đặt vấn đề đó rồi, đúng không? Thì và trong khi là anh chưa có kinh nghiệm mới ra trường nữa, thì cái vị thế của mình lúc đó, bỏ công của mình chưa có mạnh để mình đặt lên cái vấn đề đấy cho người ta. Còn nếu mà một vị thế là một bạn đó có kinh nghiệm 1-2 năm rồi, và đến năm cuối cùng của cái giấy phép làm việc ở Canada nó sắp hết hạn rồi, thì thật sự mình không còn đường lui nữa rồi, một hay là mình phải về nước, sắp sửa về nước rồi, thì mình phải đặt vấn đề đó là tôi nói thật là tôi sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên tôi rất mong quý công ty anh chị là có thể cân nhắc cái việc hỗ trợ bảo lãnh cho tôi khi mà tôi làm tốt ở đây. Đấy, còn không thì giống như cái trường hợp ban đầu thì nên đề cập sau khoảng từ 8 đến 12 tháng, khi mà mình đã chứng minh thực lực của mình, chứng minh cái việc mà mình làm tốt cho công ty đó rồi, để người ta cảm thấy là anh xứng đáng. Lúc đó chúng ta không còn là người xa lạ mà chúng ta là người nhà sau mấy một thời gian nhất định rồi, thì người ta sẽ thoải mái hơn để người ta ngồi xuống nói chuyện với mình việc đấy. Anh đồng ý. Anh tuyển dụng thì anh thấy là những cái việc đấy nó xảy ra như thế nào? Anh đồng ý, mà ý là đối với bản thân anh thì anh khi mà tuyển dụng, nếu mà các bạn đề cập ngay cái thời điểm ban đầu á, thì anh cũng sẽ nếu như cái đó nằm trong tầm tay của anh làm được, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà anh không thể nói trên danh nghĩa của tất cả những employer ở Canada được. Có rất là nhiều người, người ta cũng rất là có những cái lý do khác nhau, người ta không muốn đề cập cái vấn đề đó quá sớm. Thì anh đồng ý với cách giải quyết của em là cũng tùy thuộc vào cái thời điểm mà cái thời gian work permit và cái thời điểm các bạn xin việc, đó là các bạn đang có kinh nghiệm hay là không có kinh nghiệm, thì mình nên đề cập cái vấn đề đó. Nhờ bởi vì bản thân em, cái câu chuyện của em là khi mà em làm sân bay ấy, người ta đó cũng là một lý do để em rời khỏi sân bay, không làm ở sân bay nữa. Đó là vì bởi vì bản thân em là manager lúc đó, em có thể được quyền truy cập vào các giấy tờ về doanh thu, về lợi nhuận, về các thứ. Nhưng mà bản chất để người ta có thể hỗ trợ em về định cư, người ta phải thực sự công khai những thứ giấy tờ đấy, và quyền sở hữu đất, về quyền sở hữu thuê của GTA, về mặt bằng sân bay vân vân, ra cho chính phủ để có thể và chứng minh được là tôi có bao nhiêu người làm việc là đã định cư rồi, hay là đã là quốc tịch rồi vân vân. Thì và bản lương của những người đấy nữa, thì nó quá nhiều thứ rủi ro của người ta. Và bản chất á, giống như em là một manager, một người nhân viên đến nói với em rồi, em cũng không đủ thẩm quyền, đủ khả năng để mà hứa hẹn một cái câu hứa nó quá lớn như vậy. Đúng rồi. Và thậm chí em cũng không rành về định cư để mà có thể nói là tôi chắc chắn tôi sẽ bảo lãnh anh. Đó chỉ là một cái câu nói mà nó không có căn cứ thôi. Cho nhiều người cũng rất là ngại để có thể, bởi vì người ta không biết thật, chứ không phải là người ta không muốn. Đúng. Nhưng mà nói là trong thẩm quyền của tôi hỗ trợ được thì tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà rõ ràng nó còn nhiều thứ, nó còn cao hơn tôi nữa. Tôi phải lên tới những cấp bậc head office bên Mỹ, bên Anh hay là các kiểu đó, mà tôi không thể nào là tôi truy cập được. Đó thì tôi không thể dám một cái lời hứa quá lớn như vậy được. Nên là rất là tùy. Đúng. Thì một câu hỏi cuối cùng anh muốn hỏi Huy á, là trong tất cả những cái job mà Huy đã hỗ trợ cho những bạn du học sinh sau khi tốt nghiệp ra làm á, thì những cái job title nào mà học sinh cần tìm là Huy cảm thấy tự tin nhất là có thể hỗ trợ các bạn tìm việc được ở Canada? Để trả lời cái câu này thì thực sự là chúng ta phải có một cái câu rào trước rào trước, đó là cái job title á, em chỉ tự tin khi mà nó đúng với năng lực của bạn đấy tại thời điểm đấy, và cùng với những mức lương mà bạn đấy mong muốn. Chúng sẽ vào trước như vậy. Đó, thì những cái mà nếu mà giả sử như mà bạn đã có đầy đủ các thứ, cái dữ liệu, cái bỏ công mà em cần rồi để đánh một cái trận rồi, thì nó sẽ là những vị trí giống như là logistics coordinator, hay là purchasing coordinator, rồi administrative assistant, bookkeeping, marketing coordinator, human resource. Cũng khá là tự tin về IT support, mặc dù cái lĩnh vực đấy hiện tại nó rất là khó hiện tại. Đấy, nhưng mà chủ yếu là về mảng các ngành nghề về business. Thì em rất là tự tin. Ok, các bạn nghe rồi đó. Thì các bạn nào muốn tìm job mà business á, thì không ngần ngại gì tìm Yes Work cũng như là Huy để hỗ trợ các bạn tìm việc. Nếu như các bạn không nằm trong mảng business mà cần tìm job thì các bạn vẫn có thể tìm Yes Work. Tại trong team Yes Work không những chỉ có Huy thôi mà còn có những bạn mentor khác, có những cái thế mạnh khác và những ngành nghề khác có thể hỗ trợ cho mọi người được. Thì hy vọng là cái podcast này giúp cho mọi người học hỏi thêm một cái gì đó, có thể có thêm một cái opinion về
công việc cũng như văn hóa làm việc ở Canada cũng như cách tìm việc ở Canada này. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này và support cái podcast này. Thì cảm ơn Huy rất là nhiều đã đến với cái buổi podcast này để cùng chia sẻ với các bạn về những kiến thức mà Huy đã mới vừa nói ra là không phải ai cũng có thể chia sẻ được. Đó, thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, và nếu mà mọi người cảm thấy video này là bổ ích thì mọi người có thể like và chia sẻ cho bạn bè của mình nhiều hơn, để cho mọi người có thêm nhiều thông tin về cuộc sống cũng như là định cư và du học ở Canada. Thì bây giờ thì Andy và Huy xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp tất cả mọi người trong podcast tập 2 cho cái series podcast này. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người.